Rồi quý vị, tiếp theo bao bonsai 301, một phôi sâm hương 350, bao ship toàn quốc luôn. Phôi quái nha. Đây nè, ở dưới nè, quay mặt dưới nè. Đó, chai trà xanh đây nha. Quay gần lại ha. Cái này chỉ có hai cây thôi nha quý vị, chứ không có nhiều nha. Nè, gốc thì nở lắm nha. Ngón tay tôi đây nè, đế rất là nở nha. Đó, quay xa ra cho quý vị xem nha. Rồi. Giờ này là gần nhiêu? 3 giờ rồi. Quay xong rồi đi Bến Tre chơi luôn. 9-10 giờ tối mới về luôn. Đó, vừa đi vừa đăng vừa bán luôn. Văn nghệ chơi 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 vui. Đó, mặt sau nha, quay vòng nha. Biểu diễn thời trang nha. Đó. Rồi 350 nha quý vị. Đó. Rồi kết thúc quý vị ơi. Trên quay xuống nè. Rồi thôi kết thúc nha.